Hello mọi người, hôm nay Kingdom của mình đang ở trong KVK, chuẩn bị đánh chiếm bệ thờ bóng đêm. Phe của mình là chạy hỏa, bên địch là chạy thủy. Lần trước mình có dùng 4 cục tẩy kỹ năng để nâng skill của con Mèo Mẹt thành 5515, nên hôm nay mình sẽ test thử xem coi là nó đánh có ngon hay không nha. Đối với cặp này á, mình thấy nó đánh khá là tốt, vì hạng vũ là kỵ binh, ra skill rất là nhanh. Sau khi ra skill sẽ trừ phòng thủ của kẻ địch đi 30%. Rồi con Mèo Mẹt lại ra skill ngay trong lúc kẻ địch đang còn bị hiệu ứng trừ phòng thủ. Debuff trừ thủ của hạng vũ là 3 mục tiêu, còn đam AoE của Mèo Mẹt là tận 5 mục tiêu. Kết hợp lại với nhau rất là tốt. Chỉ có điều đam của con Mèo Mẹt không cao lắm, chỉ có 1k1 gì đó thôi. Thực ra cái mình thích nhất ở con Mèo Mẹt là bút bảo tàng, vừa cộng 30% máu, vừa cộng 10% sát thương kỹ năng. Nếu không có cái bút bảo tàng thì chắc chắn không có ai dùng Mèo Mẹt cả. Vùng đam AoE của con Mèo Mẹt khá nhỏ, nhưng khi đánh đông người á, mình thấy nó vẫn trúng được nhiều người nha. Hạng vũ nổi tiếng là đam to, tấn công nhiều, thiếu chỉ số phòng thủ, nên 30% máu của Mèo Mẹt vừa đẹp bù trừ với lại khuyết điểm của hạng vũ. Ngoài ra, con Mèo Mẹt còn có tăng năng lực đội quân, giúp đạo quân đem được nhiều lính hơn, trụ phiêu lâu hơn. Hạng vũ mà trụ được càng lâu thì càng tốt. Chỉ cần trụ được thêm 6-7 giây thôi là hạng vũ sẽ tiếp tục debuff 3 mục tiêu của kẻ địch thêm một lần nữa. Sau khi trải nghiệm thử dùng hạng vũ kẹp Mèo Mẹt thì mình thấy cặp này chạy hơi chậm so với lại hạng vũ William hoặc là hạng vũ Nevsky. Nhưng mà cái đánh nhau thực tế thì mình thấy nó vẫn chạy được khi bị người khác target vô đạo quân của mình. Ít là nó vẫn chạy nhanh hơn là những cái đạo bộ binh. Thông thường á, thì hạng vũ hay bị ưu tiên target đánh trước lắm. Việc có thêm con Mèo Mẹt sẽ tăng trâu thêm cho con hạng vũ, giúp cho hạng vũ Mèo Mẹt trụ lâu hơn, và vì nó cũng là kỵ binh nên muốn chạy cũng sẽ chạy dễ hơn một chút. Sau này có ra thêm Gia Cát Lượng nữa thì hạng vũ sẽ ít bị đánh hơn, vì mọi người sẽ ưu tiên đánh Gia Cát Lượng trước rồi. Những bạn nào đã max skill hạng vũ hãy cứ vô tư vui tươi lên mà dùng cặp này nhé, vì nó sẽ dùng được khá là lâu dài đó. Cặp thứ hai mà mình sử dụng đó chính là Nevsky Chuan. Cặp này mình thấy ngon nhất luôn. Nevsky có quá nhiều chỉ số tăng tấn công, phòng thủ, sức khỏe. Đam lại to. Debuff thì trừ thủ tận 45%. Nó chỉ có một cái khuyết điểm duy nhất là chỉ đánh được đơn mục tiêu thôi. Con Chuan đam cũng to, lại có đam AoE bù trừ khuyết điểm của Nevsky. Cặp này phải nói là hoàn hảo nhất ở thời điểm hiện tại mà mình từng được chơi. Mình thấy Nevsky Chuan chạy nhanh hơn hạng vũ William. Việc chạy nhanh rất là quan trọng. Chạy nhanh vừa giúp cho đạo quân duy trì lượng đam lên mục tiêu để bung skill liên tục, vừa giúp cho tẩu thoát khi đạo quân của mình bị target. Các bạn thấy mỗi lần mà ra skill á, là hơn 10k đam đỏ. Cái skill thứ tư của con Nevsky nó tăng lên tới 60% đam đỏ. Mỗi lần con Chuan ra được skill là kiếm rất là nhiều kill point. Lúc đánh các bạn để ý, khi bao vây mục tiêu địch thì nó sẽ tự động di chuyển vòng ra sau lưng, đi vô sâu trong lòng địch. Nên là khi đánh á, các bạn phải cẩn thận kéo đạo quân của bạn di chuyển liên tục, ưu tiên đánh cái mục tiêu gần thôi. Khi nào các bạn có boost tăng 50% năng lực đội quân thì không sao, còn như mình chỉ có boost tăng 25% năng lực đội quân thôi, thì nên lưu ý vị trí đứng sao cho ít bị đánh nhất nhé. Lúc đánh cũng phải để ý cái thanh nổ. Lúc mà nổ đầy cây mà mục tiêu chết rồi hoặc là mục tiêu chạy mất tiêu rồi á, thì các bạn phải nhanh tay kéo đạo quân của bạn sang một cái mục tiêu gần nhất để nó bung skill. Cứ bung được skill là ngon. Thứ tự ra skill của cặp này sẽ là Nevsky ra skill một lần, rồi con Chuan ra skill hai lần, rồi quay lại Nevsky đủ nộ một lần nữa ra skill thêm một lần, rồi mới tới con Chuan ra skill lần thứ hai. Đa số khi đánh nhau thì mình sẽ rút về sau khi con Chuan ra được hai lần skill liên tiếp, chứ mình không đợi tới khi con Nevsky ra skill lần hai đâu, vì tốn quá nhiều thời gian. Thời gian lâu quá rất có thể địch sẽ kéo đạo quân của mình vô sâu trong bon của địch. Tất nhiên nếu không ai target đạo quân của mình thì cứ để yên cho nó ra skill thoải mái mà không cần rút về nữa. Mỗi lần con Chuan ra skill nó sẽ bút thêm đam, bút thêm nộ giúp cho Nevsky Chuan ra skill nhanh hơn. Mà mình thấy Nevsky Chuan ra skill không chậm hơn hạng vũ bao nhiêu cả. Mà cái lượng đam của cái cặp này nó gây ra thì ối rồi ôi luôn á. Cặp thứ ba đó chính là quan vũ SCBO. Cặp này được mọi người gọi là cặp ngon nhất bộ binh ở thời điểm hiện tại trong đánh open field. Quan vũ nổi tiếng với lại đam to, đam AoE 3 mục tiêu với cái hiệu ứng câm lặng cực kỳ nổi tiếng. Điểm yếu của quan vũ là khá là mỏng. Vừa hay là con SCBO có một số chỉ số bút máu,
bút thêm khiên giúp cho Quang Vũ trâu hơn. Vì Quang Vũ trụ được thêm dây nào thì nó sẽ có thêm cơ hội để gây câm lặng thêm cho kẻ địch. Khiên của con SCBO cũng sẽ kích hoạt được skill chuyên môn của Quang Vũ nữa. Quang Vũ có thể làm đứt chuỗi ra skill của Choan, khá là hay đó nha. SCBO cũng có đam AOE 3 mục tiêu, lại có trừ sức khỏe của kẻ địch, khá là ghê gớm. SCBO lại được hồi nộ nhanh khi Quang Vũ cầm lặng kẻ địch. Mình nâng mát điểm thiên nhiên hoang dã, gắn thêm chiếc sừng thịnh nộ cho con Quang Vũ. Đôi lúc xem chiến báo sẽ thấy Quang Vũ vẫn kịp ra skill ngay trong cái giây cuối cùng của cái hiệu ứng trừ 30% máu của con SCBO vẫn còn có hiệu lực. Tuy nhiên trong cặp này, dù trong skill của nó có boost thêm tốc độ chạy, nhưng khi mình đem đi đánh nhau á, vẫn thấy cái cặp này nó chạy khá là chậm nha. Nếu mà các bạn đem T5 còn chạy chậm hơn nữa. Có lúc mà mình thấy nó chạy chậm đến nỗi không đủ khả năng để duy trì lượng đam liên tục trên mục tiêu và không đủ để tích đủ nộ ra skill được luôn. Cũng chính vì cái tốc độ chạy chậm này mà khi đạo quân vũ SCBO của mình bị target là số máu liền, nên kiếm được khá là ít điểm kill. Trang bị con Quang Vũ của mình cũng gần như là max spin rồi, đã có 3-4 món có điểm tài năng đặc biệt, nhưng kết quả vẫn không ngon được như đạo kỵ binh của mình, trong khi kỵ binh của mình chỉ là ghi tím xen kẽ với lại ghi cam. Ghi cam lại chưa có điểm tài năng đặc biệt nữa. Mình nghĩ vấn đề lớn nhất của cặp vũ SCBO chính là tốc độ di chuyển đó. Cho dù skill có boost thêm tốc độ chạy, nhưng có lẽ vẫn không đủ. Và cái cặp vũ SCBO là cặp mình kiếm ít kill nhất trong số 3 cặp mình vừa sử dụng. Tốt nhất là Netsuke Chuan, rồi tới hạng vũ mèo mệt, cuối cùng tệ nhất là vũ SCBO. Ok, vậy là xong. Bên mình đã thành công chiếm được bệ thờ rồi nha. Bây giờ sẽ cố gắng đánh 3 con mang rợ để làm nhiệm vụ và hết điểm danh dự thôi. Xin chào và hẹn gặp lại.